À, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và vừa qua thì chắc chắn là rất là nhiều các bạn đã biết đến những cái sản phẩm của Hàn Quốc, đó là những cái sản phẩm đến từ sâm. Và vì sao mà người Hàn Quốc các bạn thấy là người ta rất là trẻ dai và người ta cái tuổi thọ bây giờ rất là cao luôn. Đấy, cái tuổi thọ trung bình rất là cao và cái bí quyết của họ đó là người ta bồi bổ sức khỏe, người ta tăng cường gọi là các cái chất lên giúp cho cơ thể tuổi thọ dai hơn và người ta cũng làm đẹp trẻ hơn, và đa số là những cái sản phẩm của người ta là đến từ thiên nhiên. Đấy, làm đẹp với thiên nhiên, sức khỏe là từ thiên nhiên. Và một trong những cái sản phẩm mà đang rất là nổi tiếng của Hàn Quốc đó là cao hồng sâm. Cao hồng sâm các bạn nhá, cao hồng sâm. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến bạn cái sản phẩm cao hồng sâm của Hàn Quốc. Cao hồng sâm 365. 365 với tuổi thọ là 6 năm tuổi. Hồng sâm này thì mới với cái tình với cái tính chất là nó cô đặc lại. Nó làm nên một cái sản phẩm đó là cao. Thì khi mà mình dùng thì mình sẽ sử dụng từng chút, từng thìa một, đúng không ạ? Đấy. Và cái sản phẩm cao hồng sâm 365 này, cái sản phẩm này và với cái nguồn gốc đó là sâm được lựa chọn rất là kỹ càng. Sâm được lựa chọn rất là kỹ và khi mà người ta cô đặc lên như thế này và cái hiệu quả của cao hồng sâm này nó lớn gấp nhiều lần so với chúng ta sử dụng cái sâm tươi của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, sâm tươi của Hàn Quốc mà chúng ta rất là thích mua đấy, nhưng mà không bao giờ mà bằng được cái hiệu quả của cái sản phẩm cao hồng sâm. Và cao hồng sâm hiện nay thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến bạn cái sản phẩm cao hồng sâm của Hàn Quốc 6 năm tuổi và dạng là hai hũ thì mỗi hũ là mỗi hũ là 240, như vậy là tổng của hai hũ là 480 mg các bạn nhé. Và các bạn biết là cái sản phẩm này thì khi mà mua hàng về thì các bạn cũng biết là mua làm sao để được cái hàng chuẩn chính hãng 100% và không biết là cái giá cả nó như thế nào, bởi vì mỗi một nơi là người ta bán giá khác nhau. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp hết cho các bạn luôn nhé. Cái sản phẩm cao hồng sâm này thì khi mà mua hàng về thì các bạn biết là trên đều có con tem này, các bạn thấy chưa, một con tem, hai con tem, đây là chứng nhận GMP, tức là sản phẩm nó đã được công nhận là sản phẩm chuẩn, đạt chuẩn rồi các bạn nhé. Do vậy là các bạn rất là yên tâm khi mà sử dụng. Và khi mà mua hàng về thì bạn sờ cho mình này, cái chữ này 365, ở đằng trước là chữ Hàn, đằng sau là 365, là cao hồng sâm 365. Thì các bạn sẽ nhìn cho mình, đây là dạng chữ nổi, nó rất là đẹp luôn. Đấy, nó rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ở đằng sau này. Ở đằng sau thì các bạn nhìn cho mình, thứ nhất là mã vạch, các bạn có thể check mã vạch cho mình. Cái thứ hai nữa là mã QR, các bạn có thể check mã QR và nhìn cho mình cái date ngày sản xuất và hạn sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một sản phẩm có ngày sản xuất riêng, do vậy là các bạn phải lưu ý. Sau đó là một cái con tem gọi là tem in chìm ở trong cái sản phẩm đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy, để đang nhìn thấy đây. Và hai con tem niêm yết hai đầu, đây ạ, hai con tem rất là rõ ràng. Đây, bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem hộp ở bên trong nhé. À, cái sản phẩm cao hồng sâm này thì các bạn biết là bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức khỏe và các cái bệnh về tim mạch này, rồi là về huyết áp này, máu miếng không có lưu thông, ăn không ngon, ngủ không tốt, cơ thể gọi là suy nhược, thì các bạn có thể bổ sung cái sản phẩm này để tăng sức khỏe lên. Đấy, và phụ nữ thì các bạn biết là dùng xong là da sẽ hồng hào. Đấy, mỗi ngày thì chúng ta có thể sử dụng 2 đến 3 lần. Mỗi lần chỉ dùng một thìa thôi và pha với nước ấm các bạn nhé. Trẻ em thì dưới 16 tuổi thì các bạn sử dụng cho nửa thìa cho mình là được thôi. Đấy, tức là 1/2 cái thìa của người lớn là được. Đấy. Cao hồng sâm này thì các bạn biết là hiện nay thì được dùng rất là phổ biến luôn. Phải dùng rất là phổ biến, dùng rất là rộng rãi luôn. Đấy. Đây các bạn nha, đây là sản phẩm cao hồng sâm 365 sau khi là mình đã khui ra cho bạn xem. Đấy, đã khui ra cho bạn xem. Đây, mình sẽ lôi ra cho bạn xem nha. Đấy, rất là nặng luôn các bạn. Và cái sản phẩm này thì ở bên trong các bạn thấy là cái con tem là nó cũng rất là rõ đúng không? Đó, cái con tem rất là rõ luôn. Đó, các bạn nhìn nha. Hộp thì họ làm rất là đẹp rồi, các bạn có thể dùng đi làm quà biếu rất là sang luôn. Đây ạ, các bạn thấy chưa, ở trong nó có con tem hai đầu của sản phẩm luôn, cũng như là ngày sản xuất cũng sẽ trùng với bên ngoài luôn. Đó, ok chưa ạ? Và là trong này thì người ta tặng cho bạn một cái thìa. Đấy, đấy, các bạn sẽ dùng cho mình một muỗng như thế này. Đấy, mỗi một lần sử dụng một muỗng, và ngày chúng ta có thể sử dụng 3 muỗng các bạn nhé. Cái sản phẩm này thì nó quá là tốt rồi, bồi bổ sức khỏe, giúp cho chúng ta lưu thông mạch máu, ăn không ngon, ngủ không tốt, suy nhược cơ thể. Hiện tại thì cái sản phẩm này
dạng hai hũ như thế này thì mình đang bán với giá đó là 950.000 các bạn nhá, 950.000. Đây là cái giá rất là hợp lý rồi các bạn, bởi vì giá chuẩn của sản phẩm này đó là 970.000. Đây, và mình làm tròn cho các bạn, đó là mình lấy các bạn là 950.000. Như vậy và là với 950.000 các bạn sẽ được một hộp cao hồng sâm của Hàn Quốc 365, 6 năm tuổi, chính hãng 100%. Khi mà mua hàng về thì bạn có thể nhận thì kiểm tra hàng thoải mái các bạn nhé. Và cái giá của này thực ra so với sâm một hũ như thế này chúng ta dùng được khá là lâu luôn, bởi vì nó là dạng cao nên dùng rất là da luôn. Mà chúng ta làm quà biếu ông bà bố mẹ mình đấy, các bác các ông bà đấy sức khỏe kém, cơ thể suy nhược đấy, là hoặc là cái hay bị huyết áp, rồi là các vấn đề về đường ruột đấy, tiêu hóa không tốt, thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này luôn đấy, rất là tốt luôn. Nói chung là nó rất là tốt đối với sức khỏe con người của chúng ta luôn, tăng tuổi thọ đó, giúp cho làm đẹp da, hồng hào da. Nếu mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc cho cái sản phẩm cao hồng sâm 365 của Hàn Quốc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 328 298, mình sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc cho các bạn về cái sản phẩm cao hồng sâm này nhé. Ok, xin chào các bạn.